Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ ở Việt Nam. Các bạn đã bước qua ngày thứ sáu rồi và mới đây thôi lại tới cuối tuần này các bạn. Ngày mai đó thì Thuận sẽ dành thời gian nghỉ ngơi cho nên sẽ không có video. Giống như là mới ngày hôm qua thường vừa nói câu này với các bạn. Hôm nay chúng ta lại một tuần trôi qua rồi, thời gian rất là nhanh luôn. Và hôm nay đó lại là một ngày rất là tốt cho nhiều thị trường. Chúng ta có thể nhìn thấy được là chứng khoán đó thì hôm nay lại có một cái sự tăng trưởng không hề nhỏ các bạn. Chỉ số Nasdaq tăng gần hai phần trăm. S&P 500 đó thì tăng một 1.33 và Dow Jones sự tăng 1.14. pre thì bây giờ đó thì không có sự thay đổi nhiều các bạn. Chúng ta có nhìn thấy được là dầu đó thì ở mức là cỡ ngày hôm qua khoảng chừng 82 đồng 42 cent cho một thùng dầu. Vàng chúng ta tiếp tục thấy được một sự tăng trưởng đó chính là mức 2058 đô. Ở trên 2.000 đô cũng đã một thời gian rồi các bạn. Đây là lần đầu tiên trong một thời gian dài chúng ta thấy vàng giữ trên 2.000 đô. Còn về crypto thì sao các bạn? Crypto đó thì các bạn được là giá của BTC mới vừa đẩy lên tới cái mức cao là 30.879 và khi các bạn zoom ra đó các bạn sẽ thấy được đây là cái mức cao của cả năm 2023 này chúng ta nên biết là năm 2023 này đó bắt đầu chỉ có 16.531 đô mà thôi mới bắt đầu năm nay là 16.531 mà chúng ta bây giờ đã tới 30.800 đô rồi các bạn nếu mà chúng ta lấy cái giá đầu năm cho đến thời điểm bây giờ đó các bạn thấy được là giá của BTC đã tăng 86% rồi gần như 90% chỉ trong có 4 tháng đầu của năm nay mà thôi một sự tăng trưởng không hề nhỏ và không chỉ riêng là giá BTC thay đổi rất là lớn chúng ta còn thấy được là cái tâm lý của mọi người thay đổi rất nhiều luôn Còn nhớ đầu năm nay đó lúc đó các bạn có thể trở lại xem những video hay là xem những cái comment trên những mạng xã hội đó thì rất nhiều người kêu gọi BTC là chắc chắn là phải về 10.000 đô, 12.000 đô thậm chí nhiều người kêu gọi là xuống dưới 10.000 đô nhưng mà các bạn thấy được là sự thật đó không ai biết được trong thời gian ngắn hạn chuyện gì sẽ xảy ra đâu các bạn sẽ thấy được là trong thời gian ngắn hạn nó có rất nhiều những cái yếu tố nó giống như là thường hỏi các bạn là trong vòng một tuần Giờ này tuần sau các bạn nghĩ là thời tiết sẽ là bao nhiêu độ Độ chính xác của các bạn đó khi mà dự đoán như vậy nó sẽ rất là khó Cho nên các bạn thấy dự báo thời tiết đó thường là không hoàn toàn chính xác Nhưng mà nếu thường hỏi các bạn là tới tháng 12 của năm nay là sẽ nóng hơn bây giờ hay là lạnh hơn bây giờ Thường nghe là nhiều bạn sẽ nói là sẽ lạnh hơn bây giờ cũng giống như là nếu như các bạn muốn đi picnic thì thường hỏi các bạn là thứ bảy tuần sau thời tiết có tốt để đi picnic hay không thì khó đoán hơn là nếu như thường hỏi các bạn là chúng ta nghĩ đến tháng 12 này thì các bạn có nghĩ chúng ta cần phải chuẩn bị ấm hay không bạn mua ấm bây giờ ở mùa hè giá rẻ thì mùa đông những bạn nào mà ở cái xứ sở lạnh thì mùa đông các bạn chắc chắn sẽ có dịp để mà sử dụng ấm đó cũng như là các bạn đi mua những cái tài sản lúc mà giá rẻ không ai để ý đến tóm ngày nào đó thì các bạn cũng sẽ có thể chốt lời được đó là cái chia sẻ của thường đầu video liên quan đến ngắn hạn và dài hạn và thật ra đó mỗi người sẽ có mỗi một cách đầu tư khác nhau không ai giống ai hết các bạn mỗi người có mọi vị thế mỗi cái chiến lược khác nhau nhưng mà điều quan trọng đó là các bạn cần phải liên tục rút ra kinh nghiệm cải tiến chiến lược của mình để có thể kiếm được lợi nhuận tại vì đây là một cái mảng đầu tư như bạn tham gia vào đó thì đương nhiên cuối cùng cũng chỉ để kiếm được lợi nhuận mà thôi có một số người đó họ không có thích nói là đầu tư bitcoin chỉ để kiếm được lợi nhuận họ thích nói đầu tư bitcoin vì một lý do nào khác nữa thì cái đó cũng tùy mọi người mà thôi nhưng mà đối với thuận thì đầu tư phần lớn để để kiếm được lợi nhuận kiếm được lợi nhuận đó không phải là vì các bạn thích tiền hay hay gì hết Chỉ đơn giản là tại vì có tiền thì các bạn có thể cải tiến được cuộc sống của mình Và ai thì cũng muốn cho mình và gia đình có cuộc sống tốt hơn Tôi nghĩ là không ai mà không muốn điều đó hết Cho nên tới cuối cùng đó, thì các bạn muốn chứng minh là mình đúng hay là các bạn muốn kiếm tiền Cho nên đó là một trong những cái lý do tại sao mà Thuận ít tranh luận với lại nhiều bạn trên mạng Tại vì tới cuối cùng cũng như vậy mà thôi các bạn Có tranh luận bạn nói đúng bạn có sai cũng không quan trọng Quan trọng là bạn có thể kiếm được tiền hay là không Nếu như mà các bạn nói đúng nhưng mà các bạn lại không kiếm được tiền Hay là các bạn nói sai mà các bạn lại không mất tiền thì kết quả nó cũng giống nhà mà thôi. Và đầu tư đó là cả một quá trình luôn các bạn. Nhưng mà nào mà theo dõi kênh một thời gian thì cũng đã từng nghe thường chia sẻ nhiều về quá trình đầu tư của thuận rồi. Cũng như là nhiều bạn đã thuận cũng đã từng sử dụng options, sử dụng futures uh, đã từng tham gia vào forex đã từng mất tiền. Điều đó là một điều rất bình thường trong một cái chuyến đường của một nhà đầu tư. Nhưng mà quan trọng là các bạn có thể rút ra được kinh nghiệm. Và thuận cũng rất là vui khi mà cái kênh này đã thành lập 6 năm qua, mỗi một thời gian thuận đều có nhiều bạn chia sẻ là đã có được một chút xíu, xíu thành công trong đầu tư crypto này chỉ cần là một bạn nào chia sẻ như vậy thôi là thường cũng đã thấy vui rồi các bạn và các bạn đầu tư thua lỗ không hẳn là các bạn là nhà đầu tư thất bại mà nhà đầu tư thất bại là người bỏ cuộc các bạn à, thường cũng thấy một số những comment nó mang cái tính chất tiêu cực hơn nhưng mà thường cũng hiểu tại sao mà lại có những comment đó tại vì có nhiều bạn đó cảm thấy được là đầu tư cứ thua lỗ hoài cho nên cảm thấy được là tất cả mọi người à, đều đang đối đầu với bạn đó nhưng mà thật ra không phải đâu các bạn thị trường đó nó là một cái nơi không nhận người thân không nhận họ hàng và đó cũng là một cái nơi mà không phân biệt chủng tộc, không phân biệt giới tính các bạn, các bạn là phụ nữ các bạn cũng kiếm được tiền, các bạn là đàn ông các bạn cũng kiếm được tiền và các bạn cũng có thể lỗ như thường. Các bạn không cần biết là người ở đông, người mỹ trắng, mỹ đen, tất cả đều có thể thu tiền hay là kiếm được tiền ở trong thị trường này. Và thành công hay không đó là dựa vào tư duy, một chút xíu may mắn và sự kiên trì của các bạn ở trong thị trường này. Khi mà các bạn nghe những câu nói như là chúng ta không cần phải đọc tin tức nữa, tất cả đều đi sao giá hay là tin tức về tin tức giả hay là các bạn nghe những câu nói là không cần phải phân tích gì hết, Tại vì thị trường này đó được điều khiển bởi cá voi, cá mập nhà tạo lập vân vân thì các bạn đã thực sự bị thị trường đánh bại rồi khi các bạn có những cái tư tưởng đó. Cũng giống như là một đứa trẻ mà bị ăn hiếp thì các bạn, khi mà một đứa trẻ bị ăn hiếp mà có những tư tưởng như là mình cũng không cần phải làm gì hết chứ để ăn hiếp đi tại vì mình chống lại cũng vô dụng thì thị trường thật sự đã chiến thắng. Và các bạn là người thua cuộc nhưng mà thật ra các bạn nhìn xung quanh đi có rất nhiều người đương nhiên là mất tiền trong thị trường đầu tư, không những là crypto mà chúng ta nói tới chứng khoán, bất động sản vân vân mà cũng có rất nhiều người thành công trong đầu tư và những thành công đó đó cũng không hẳn là họ thông minh hơn bạn hay là họ nhiều may mắn hơn bạn mà họ có một cái chiến lược tốt hơn bạn họ có cái sự kiên nhẫn tốt hơn họ có kỷ luật tốt hơn họ có nhiều kinh nghiệm hơn cho nên cái mà chúng ta cần phải tích lũy cái mà chúng ta cần phải tiếp tục hướng tới đó chính là có những cái ưu điểm đó để có thể có được một thành công dài hạn trong thị trường này rồi thường không có muốn chia sẻ nhiều nữa tại vì uh, hôm nay đó thường uh, có một chút xíu uh, cảm xúc mà thôi tại vì uh, đọc một số những comment uh, chia sẻ là nhiều bạn thì uh, cũng đã muốn bỏ cuộc cách đây vài tháng nhưng mà sau đó đó thì cũng đã theo dõi kênh và cũng đã có một cái lối đi riêng cho mình và bây giờ cũng đã có một chút xíu thành tựu và cũng có một số bạn chia sẻ là bây giờ cảm thấy còn nản hơn trước đây nữa tại vì trước đây đó giá đi xuống đã nản bây giờ cảm thấy được là giá đi xuống rồi mình bán bây giờ thấy giá lên lại còn nản hơn trước đây nữa cho nên thùng muốn chia sẻ một chút xíu tư duy kinh nghiệm với các bạn mà thôi chúng ta bây giờ nói tới chứng khoán đi các bạn thì chúng ta được chứng khoán hôm nay đó lại có một cái sự tăng trưởng trong khi mà ngày hôm qua đó sau khi mà có cái chỉ số phần trăm lạm phát CPI à, và chúng ta thấy được là chúng ta cũng có thông tin đến từ Fed nói là khả năng là sẽ có một đợt suy thoái nhẹ dẫn đến chứng khoán màu đỏ ngày hôm qua hôm nay lại tăng nữa mà thật ra đó, khi mà các bạn nhìn thông tin nó cũng không có lý do gì hôm nay cổ phiếu lại tăng lên hết các bạn ngoại trừ là mọi người đã quá mệt mỏi với lại những thông tin liên quan tới lạm phát lại xuất Fed à, liên quan tới có khả năng là sẽ có suy thoái hay là không tôi cảm thấy là hầu như những đầu tư đó họ đã quá mệt mỏi rồi những gì mà Fed chia sẻ đó thì ngày lại càng mập mờ hơn nhưng mà những cái mà người ta hiểu được đó, thì ngày lại càng rõ ràng hơn các bạn rất là rõ bây giờ là chúng ta thấy được là lạm phát đã xuất hiện rồi bây giờ fed muốn đẩy lùi lạm phát nó là điều cực kỳ khó khăn tuy là fed rất là quyết tâm đẩy lùi lạm phát muốn tiếp tục giữ lãi suất cao nhưng mà mọi người đều hiểu là tới sớm muộn gì thì fed cũng phải giảm lãi suất mà thôi và thời gian đang ngày càng rút ngắn lại chúng ta có thể nghĩ như thế này phần trăm lạm phát đang ở mức không hề thấp so với lại cách đây một năm các bạn và cách xa với cái mức hai phần trăm mà fed mong muốn nhưng mà chúng ta nên hiểu đó là cái cách đo của của CPI là mỗi 12 tháng Cái mà Fed muốn đó là phần trăm lạm phát trở về một cái phần trăm coi như là chấp nhận được rồi sau đó họ sẽ tuyên bố là họ đã chiến thắng các bạn nhưng mà thật sự họ đâu có chiến thắng đâu chúng ta có thể nghĩ như thế này bây giờ đó là cái phần trăm cpi là so với lại 12 tháng trước và chúng ta có nghĩ là tháng này qua tháng nọ thì lại so sánh với lại 12 tháng trước đó thì thời điểm là từ tháng 4 cho đến tháng 6 của năm ngoái là thời điểm mà phần trăm lạm phát tăng cao tăng tới 9 trăm ở hoa kỳ như nhiều bạn đã biết nhưng mà chúng ta được là sau đó đó thì phần trăm lạm phát cũng đã nguội lại và chúng ta cũng thấy là tháng này qua tháng nọ cái phần trăm lạm phát vẫn tăng nhưng mà đã từ từ giảm cái tốc độ tăng rồi chúng ta cũng đã từ nhìn thấy những cái chỉ số CPI thì khi chúng ta cứ tiếp tục như vậy đó thì chúng ta đến khoảng chừng là tháng 9 năm nay thì so sánh với tháng 9 năm ngoái là từ 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 các bạn thấy được là cái thời điểm mà lạm phát đột ngột ảnh hưởng đến một mặt hàng đó đã từ từ trôi qua cho nên sau này khi mà so sánh với lại những cái thời điểm trước đó cái phần trăm lạm phát nó sẽ trở về một cái phần trăm gọi là chấp nhận được cho các bạn một cái ví dụ nó đơn giản hơn giả sử như là các bạn là một người mà thích ăn tôm hùm đi giả sử như thường nói là các bạn đi chợ hiện bây giờ tôm hùm á là các bạn bạn có thể mua ở Hoa Kỳ giả sử như là 30 đô một hộp đi thì 30 đô một hộp tôm hùm trong khi mà trước khi mà có lạm phát cách đây khoảng chừng là 2 năm thì cái hộp tôm hùm đó đó lúc đó chỉ có khoảng là 20 đô mà thôi có nghĩa là trong vòng 2 năm tôm hùm đã tăng 50% rồi từ 20 đô lên tới 30 đô. Chúng ta cứ nghĩ tới một năm sau đi, một năm sau cái hộp tôm hùm đó sẽ ở mức là 31 đô thì từ 30 đô lên 31 đô là tăng thêm một đô mà thôi thì cái phần trăm lạm phát so với một năm trước đó, thì hợp tôm hùm đó sẽ là khoảng chừng 3 phần trăm thì uh, Fed lúc đó sẽ nói là phần trăm lạm phát đã về cái con số như là mong muốn ba phần trăm rồi nhưng mà thật ra cái vĩ tôm hùm đó đâu có giảm so với lại cái giá trước khi mà có lạm phát đâu các bạn trước khi mà có dịch bệnh cho nên Tới lúc đó đó thì Fed sẽ tuyên bố chiến thắng nhưng mà thật ra giá cả đã tăng và sẽ không quay trở lại Đó là điều đầu tiên. Điều thứ nhì nữa đó là Fed vừa muốn tuyên bố chiến thắng làm phát vừa muốn có thể là thả lỏng tiền tệ để mà cứu những ngân hàng các bạn Chúng ta vẫn tiếp tục nhìn thấy được một số những cái thông tin để còn chia sẻ với các bạn à, Tuy là chúng ta nhìn vào cái số lượng tài sản của Fed đó, đã tăng lên khá là nhiều sau khi mà có cái sự kiện liên quan đến ngân hàng Tại vì những ngân hàng đó họ tới vẫy mượn nhưng mà chúng ta được là sau đó đó bắt đầu là từ ngày 22 tháng 3 thì cũng đã có một cái sự giảm xuống thì có nghĩa là ngân hàng đã vay mượn ít hơn sự kiện liên quan tới những ngân hàng địa phương sụp đổ hoa kỳ đó hầu như đã là một cái câu chuyện của hai tuần trước ít người nói tới hơn nhưng mà cái các bạn cần nên hiểu đó là những vấn đề đó vẫn đang còn ở đây cái mà chúng ta nhận được đó là những lời chứng an là mọi thứ đều ổn đến từ bộ tài chính đến từ fdic đến từ fed nhưng mà các bạn có biết là tính cho đến cái tuần kết thúc ngày hôm qua ngày 12 tháng 4 đó thì những ngân hàng vẫn vay mượn trung bình là khoảng 67 7.6 tỷ đô la mỗi một đêm từ Fed cho bạn. Con số này tuy đã giảm so với một tuần trước đó là 69.7 tỷ đô la nhưng mà con số nó cũng không hề nhỏ đâu các bạn. Chúng ta vẫn thấy được là những ngân hàng vẫn tiếp tục đi vay mượn con số như vậy. Mặc dù là chúng ta ít nghe thông tin hơn, có thể là nhiều người nghĩ là mọi thứ đã ổn nhưng mà chúng ta đã thấy được là không phải như vậy. Những ngân hàng vẫn đang tiếp tục vay mượn. Còn về cái chương trình vay mượn ngắn hạn đó mà Fed đã gây dựng lên để mà hỗ trợ như băng trong thời gian tạm thời đó thì cũng có sự suy giảm nhưng mà vẫn vay mượn các bạn chúng ta được là cái chương trình này đó thì bây giờ vẫn còn 71.8 tỷ đô la đang cho những hàng vay so với lại tuần trước đó là 79.02 tỷ có nghĩa những hàng bây giờ họ vẫn đang đi vay mượn. Đây là điều thứ nhì có nghĩa là điều thứ nhất đó là Fed phải chờ cho đến khi nào mà phần trăm lạm phát so với 12 tháng trước đã trở về cái mức mà họ chấp nhận được. Điều thứ nhì nữa đó là họ sẽ không thể tăng lãi suất nhanh nữa các bạn và họ sẽ không thể giữ suất quá lâu nếu như mà ngân hàng cứ tiếp tục gặp vấn đề như vậy và điều thứ ba nữa đó là chúng ta sẽ tiến tới một cái cuộc bầu cử tổng thống vào năm sau và đương nhiên không có một người tổng thống nào đương vị mà muốn ra tái ứng cử trong cái thời điểm mà nền kinh tế đang đi vào suy thoái tôi nghĩ là hàng ngày đó Fed đều bị áp lực là không thể để nền kinh tế đi vào suy thoái được và cách duy nhất mà Fed có thể làm gì các bạn đó chính là in tiền giảm lãi suất đó là công cụ duy nhất mà Fed có mà thôi cho nên không thể nào làm khác hơn tôi nghĩ là những điều đó đó từ 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 hiện ra rõ ràng hơn chứng khoán có xuống nữa hay không đó, thì tùy theo các bạn nghe ai có nhiều người nói là chứng khoán sẽ xuống nữa có nhiều người nói là chứng khoán không xuống nữa cái đó là không biết được cái mà thuận biết đó là sớm muộn gì Fed cũng sẽ phải ngưng tăng lãi suất và sẽ phải nghĩ đến việc quay đầu. Điều kế tiếp nữa đó là các bạn có biết là hiện bây giờ chúng ta đang có rất là nhiều tiền mặt ở trong thị trường. Nó không phải là tiền mặt nằm ở trong ngân hàng các bạn mà số tiền mặt này đã nằm ở trong money market funds. Giải thích theo cách của crypto đó đây giống như là một cái stable coin các bạn một cái đồng ổn định money market Funds là một cái quỹ đầu tư mà mỗi một cổ phiếu họ sẽ cố gắng giữ cái mức là một đô la thì người ta đem tiền vô money market Funds làm gì thì thứ nhất là họ để tiền ở đó để có thể dễ dàng đầu tư chứng khoán hơn là mỗi lần mà họ muốn đầu tư họ đem tiền từ ngân hàng vào đó phải tốn thời gian cho nên giữ trong money market sẽ nhanh hơn thứ nhì nữa là tại vì các bạn đã biết là ngân hàng gặp vấn đề cho nên nhiều người đã tạm thời đem tiền vào money market dù sao nữa chúng ta có một con số cực kỳ cao dựa theo bloomberg đó là cái số tiền mặt trong money market cao nhất mà chúng ta từng biết nghĩa là còn rất nhiều tiền mặt ở trên thị trường và họ chỉ chờ đợi tin tốt mà thôi các bạn. Và chúng ta có thể nhìn thấy được vừa theo thống kê đến từ cái trang web ICI Global này. Thì họ nói là tổng cái số lượng tiền nằm ở trong quỹ money market đã lên tới 3,3 nghìn tỷ các bạn. Con số cực kỳ cao luôn. Và khi mà chúng ta nhìn thấy được là những chỉ số như là Nasdaq đó, chúng ta nhìn thấy được là từ đầu năm tới bây giờ đã tăng 16.24% rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy được là chỉ số S&P 500 đó, thì từ đầu năm tới bây giờ đã tăng 799%. Dow Jones thì từ đầu năm tới bây giờ đó chúng ta đã thấy được là có một cái à, sự tăng trưởng là 179%. Thì những phần trăm tăng trưởng này đó cũng không phải là quá cao, nhưng mà thị trường nó càng tiếp tục hồi phục thì chúng ta sẽ càng thấy được một điều đó chính là những nhà đầu tư ngày lại càng sẽ mất kiên nhẫn hơn các bạn. Nếu như mà thị trường xuống đó thì chúng ta không nói rồi thị trường xuống thì chúng ta vẫn có một cái số tiền mặt đợi sẵn để mà mua những giá rẻ. Còn nếu như mà thị trường càng tăng đó thì chúng ta sẽ càng thấy những nhà đầu tư càng mất cái sự kiên nhẫn khi mà họ lưu trữ quá nhiều tiền mặt như vậy. Cho nên có một số những định là chứng khoán sẽ rớt rất là sâu thường không nghĩ là chứng khoán sẽ rất sâu gì đâu các bạn à, bản thân đương nhiên không nào biết được là trong thời gian là một tháng hai tháng sáu tháng tới đây thì chứng khoán sẽ ra sao nhưng mà năm ngoái đó thì chứng khoán hoa kỳ khá là tơi tả và các bạn cũng đã nhớ thường chia sẻ là thường cũng đang tích cực để mà tích lũy chứng khoán hoa kỳ trong thời gian là hơn một năm qua rồi nếu như mà chúng ta thực sự là có một cái sự suy thoái giá chứng khoán tốt hơn thường sẽ tiếp tục tích lũy thêm với lập luận căn bản là fed sẽ phải quay đầu mà thôi và thuận vẫn nghĩ đây chúng ta năm nay đã sẽ có fed đã quyết định là ngưng tăng lãi suất và có khả năng rất cao năm nay cũng nên nằm fed sẽ quay đầu vì những lý do thường đã chia sẻ rồi và đương nhiên những điều này đó không chỉ ảnh hưởng riêng về chứng hoa kỳ mà ảnh hưởng tất cả thị trường nữa các bạn tại vì đồng đô la có sự ảnh hưởng và đương nhiên trong đó có thị trường crypto có rất nhiều bạn hỏi thường là tại sao mà crypto tăng trưởng như vậy thì các bạn có thể xem thông tin trong vòng một tuần qua hai tuần qua ba tuần qua cũng không có một cái thông tin duy nhất nào có thể giải thích được tại sao mà giá crypto tăng ngoại trừ là những bạn nào mà đã theo dõi kênh một thời gian rồi các bạn cũng đã biết là những gì mà chúng ta đã nói tới hầu như là nửa năm qua đã từ 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 để hiện ra rồi những lúc mà giá cả không tốt đó thì khi chúng ta chia sẻ là có dấu hiệu ở phố war đi vào thị trường này chúng ta thấy được là cho dù giá không tốt nhiều dự án nhiều công ty vẫn tiếp tục phát triển chúng ta vẫn thấy được là cho dù nhiều thông tin xấu đi ngoài pháp lý chúng ta vẫn thấy được là về phương diện pháp lý đó ngày lại càng có nhiều người đứng ra ủng hộ hơn tất cả nhiều đó đó hầu như chúng ta đang chứng kiến nó từ 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 thấm vào trong thị trường. Cộng với là việc là chúng ta còn rất là ít những BTC Ethereum trên sàn các bạn tại vì bị tiếp tục bị rút ra trong thời gian qua chúng ta vẫn thấy những dẫn chứng là cái số lượng địa chỉ ví tiếp tục tăng lên trên những mạng lưới như là btc ethereum thậm chí trong một số altcoin thì chúng ta cũng thấy dấu hiệu đó chúng ta cũng thấy được dấu hiệu là btc đó cho dù giá cả như thế nào thì tốc độ đào vẫn tăng lên độ khó đào vẫn tăng lên đây tất cả là dấu hiệu cho chúng ta thấy được là thị trường tuy là giá cả không tốt nhưng mà vẫn tiếp tục phát triển nền tảng ngày càng vững chắc và chúng ta đang chứng kiến những thông tin đó những cái yếu tố đó thấm vào trong thị trường và thú thì cảm thấy được là sau khi mà có sự kiện liên quan tới ngân hàng đó thì BTC ngày lại càng được xem trọng hơn, có chủ đứng hơn trong thị trường tài chính truyền thống và BTC đó trong vòng thời gian một năm qua hầu như cũng đã là một giải pháp cho nhiều người rồi các bạn. Có lẽ là các bạn cảm thấy BTC chỉ đơn giản là một cái gì đó các bạn đầu tư để kiếm lời thì cũng được thôi nhưng mà chúng ta có biết là ở Argentina thì BTC đã lập lĩnh mới rồi. Tại sao vậy? Tại vì các bạn so sánh Argentina peso đồng của họ với đồng đô la đó thì liên tục mất giá theo thời gian các bạn cho nên chúng ta mới thấy được là soi BTC đó thì đồng này quá mức giá dẫn đến là BTC đập đỉnh mới cho nên thùng mới nói với các bạn đó là có thể là nhiều bạn chỉ nghĩ BTC là một tài sản các bạn lưu trữ giá trị à, là một cái công cụ của bạn đầu tư để kiếm lời à, thì không có gì là sai hết các bạn nhưng mà đối với một số những người khác đó thì BTC là một trong những cái loại tài sản mà họ dễ tiếp cận nhất trong những quốc gia như thế này đó thì khó tiếp cận vàng các bạn và vàng lại khó di chuyển và thứ nhì nữa đó, là lại càng khó tiếp cận đồng đô la hơn các bạn phải mua chợ đen vân vân tại vì những quốc gia như thế này đó, thì tiền bạc sẽ có sự hạn chế và có nhiều cái quy định cho nên không dễ dàng như là các bạn nghĩ